Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V60. Thì con này là bản T-Mobile chuẩn các bác nhé. Có nghĩa là cái số email của nó ấy, nó là cái bản T-Mobile chuẩn. Tuy nhiên ấy, thì nó không có cái số email ở trên cái nắp lưng này đâu. Tại vì cái nắp lưng này là nắp lưng mà đã bị em thay. Tại vì cái nắp lưng cũ của nó bị vỡ rồi, cho nên em phải thay cái nắp lưng khác. Thì cái nắp lưng này nó không có cái số email đâu. Thì cũng nói luôn là bác nào mà không thích cái hàng dựng ấy, thì cũng không nên xem cái clip này làm gì cho nó mệt. Tại vì cái V60 bây giờ để bảo các bác tìm được cái con mà nó còn zin đét đẹp, có là zin đét nghĩa là chưa hề mở ra, thì em dám khẳng định là gần như là không có đâu. Đấy, cho nên các bác cứ nghĩ là phải tìm hàng zin thì chưa chắc đâu. Và ông nào mà bán và bảo là bán hàng zin ấy, thì em nghĩ là cũng chỉ lùa gà thôi. Em nói thật như vậy. Zin ấy, nó cũng nhiều kiểu, kiểu như là zin đét đẹp là zin nguyên bản ấy, thì nó phải là chưa hề mở ra và chưa hề có dấu hiệu gì vì cậy mở. Còn cái kiểu zin 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 bình thường đấy, có nghĩa là tất cả các linh kiện đều zin ấy, thì nó lại rất là nhiều. Đấy, cho nên là tại vì cái con V60 nó hay bị bệnh là lỗi chân sạc ấy các bác, cho nên đa số ấy, về thương gia nhập về Việt Nam ấy, đều phải tháo máy ra để mà thay thế cái chân sạc này thì mới mới bán được các bạn, chứ không chứ bảo là mua về cái bán luôn thì không có được đâu, tại vì có sạc ở đâu mà bán. Đấy, cho nên là các bác cũng phải phải hết sức tỉnh táo. Rồi thì cái con này nó là dựng cũng không phải là dựng từ đầu đến đít, nhưng mà nó dựng nhiều chỗ. Thứ nhất là cái lắp lưng thay này, em thay lắp lưng này, thay cái kính cam mới tinh này, và thay cái cả nguyên cái cụm chân sạc mới tinh các bác nhé. Thì khi mà tí em test xong thì em sẽ tháo hẳn ra cho các bác xem. Đấy, thì các bác yên tâm về cái kính cam này. Trước tiên là về kính cam nhé, thì các bác hoàn toàn yên tâm là vì cái kính cam này em vừa thay cho nó cái kính cam mới mới đét luôn, cho nên là nó chưa hề có cái vết xước nào ở kính cam này cả. Đấy, cho các bác yên tâm. Đấy, cho các bác soi thoải mái, nó không hề có cái vết xước ở kính cam đâu. Còn cái nắp lưng này thì nó cũng không đẹp cho lắm đâu, nó cũng là bình thường thôi, cũng có xước vài chỗ nhưng mà nó không đáng kể. Nói chung là cái nắp lưng thì nó không có quan trọng. Đấy, thì em sẽ bỏ nó ra nhé. Đấy, bỏ nó đây. Đấy, thì đây em sẽ cho các bác xem các cạnh của nó. Thì đây là cái cạnh dưới, thì cái cạnh dưới này nó có xước một chút ở cái chỗ lỗ cắm sạc này, và đây có mấy dấu chấm ở chỗ này, đây chấm này. Đấy, biết các bác có nhìn rõ không? Đấy, nó cũng chấm li ti thôi, không có phải là cấn đâu. Đấy, chấm bé thôi. Bên này cũng có vài dấu chấm bé ti ti, kiểu như sức sức phải phải. Đấy, nó rất là bé thôi. Đó. Đó. Nói chung là phải soi thật là kỹ như này thì các bác mới thấy thôi, chứ lướt qua thì các bác nhiều khi không thấy. Còn cái cạnh đây là cạnh trái này, cạnh trái đây cũng có một vết chấm phẩy chỗ này đó. Còn lại thì cũng là chỗ này là đẹp rồi. Rồi đây, đây là cạnh trên này cũng có một chấm bé bé chỗ này đó. Bên này thì đẹp, ok, bên này thì đẹp. Còn đây là cái cạnh phải đây, cạnh phải thì em thấy là rất là đẹp, gần như là không có xước đâu. Chỗ này là bẩn hay xước đây? À, xước đây. Chỗ này thì nó có hơi xước xước phải phải nhẹ nhẹ đây đây đó. Đó, rồi thì cái ngoại hình của con này là cái khung thì là có hơi xước một chút các bác nhé. Đây, còn đây là cái mặt trước này, em sẽ lau thật kỹ đi, bởi vì nhiều khi lo không sạch thì nó cứ tưởng, các bác cứ tưởng là xước, nhưng mà được cái là màn hình con này còn khá là đẹp. Rồi đây, thì đây màn hình con này em thấy là còn rất đẹp các bác nhé. Đấy, các bác cứ yên tâm. Có đây là có một cái vài cái vết xước ở chỗ cái gần gần sát cái khung viền này này, đây này, mà cũng soi soi lắm mới thấy ấy. Đấy, là sát cái đầu móng tay em này này. Đấy, nó cũng khá là khó nhìn. Đó, nói chung là cũng bé thôi. À, không nhìn không không phải là nó to đâu. Đây là cái vết bụi thôi. À, đúng rồi, vết bụi thôi. Rồi. Đây, xoay tiếp này. Đấy, các bác yên tâm.
Cái màn hình con này ngoài cái chỗ xước chỗ này là bị ở gần gần cái rìa này thì còn lại thì nó rất là đẹp các bác nhé. Đấy, nó gần như không có vết xước luôn. Đó. Đấy, cho các bác yên tâm nhé. Rồi, ok. Thì ngoại hình con này là em thấy là vẫn là rất là ổn, không có vấn đề gì về về xấu quá đâu, cho nên các bác yên tâm. Thì em sẽ test qua cái chức năng cho các bác xem. Đấy, trước tiên cắm cái giắc tai nghe vẫn nhận bình thường này, có hi-fi DC bình thường thôi nhé. Camera này, đây camera thì đây rất là nét luôn. Đó. Các bác yên tâm, rất là nét, góc thường, góc rộng, góc rộng, siêu rộng cũng rất là nét các bác nhé. Đây đây là cái cam trước đây các bác, cam trước cũng rất là nét này. Đó, và không các bác yên tâm nhé, cam con này thì không phải lo, tại vì cái kính cam này cũng là mới tinh mà. Ok. Vân tay bình thường này, xem con này chạy Android mấy. Thì con này đã lên được Android 13 rồi các bác nhé. Đây số IMEI đây, các bác hoàn toàn có thể tra. Tại nhiều như em thấy bây giờ nhiều nhiều người ấy, nhiều người là cứ bảo là bản T-Mobile nhưng mà thực ra là không phải đâu các bác nhé, toàn là cái bản gì ở đâu ấy. Đấy. Cho các bác nhớ chú ý check thì nó check cho nó chuẩn mà nhé. Em có một clip để check chuẩn cái bản T-Mobile đấy. Thì con này nó chỉ còn L3 thôi, cho nên là bác nào mà xem phim ấy thì là các bác không thích, tại vì cái L3 hay L1 thì nó chỉ liên quan đến các bác xem phim thôi. Đấy, chứ nó không liên quan đến việc của máy dựng hay là máy loại 1, loại 2, loại 3 đâu. Đấy. Ok, xem cái còn gì để check nốt cái này nhỉ. Ok, à quên sim sóng. Đây, wifi bình thường đây. Wifi bình thường này các bác nhé. Quên em không lắp cái sim vào đây rồi. Biết cái sim đang vứt ở đâu nữa cơ. Thôi được rồi, các bác yên tâm nhé. Cái sim sóng con này là bản T-Mobile rồi. Không được, cứ phải kiếm cái sim đã. Em đang để ở đâu nhỉ? Đây. Hình như đang để ở đây. Đúng rồi, để rồi. Tại vì cái sim sóng nó là cái quan trọng nhất, cho nên nhiều khi không check thì các bác bảo nhiều khi bảo thiếu sót thì nó không đành. Thôi cứ từ từ check thôi. Chả sao cả. Chậm lại một chút. Không có chết ai cả. Ok rồi, trong khi chờ nó nhận sóng thì mình check cái khác. Gì nữa nhỉ? Vân tay bình thường lại check rồi. Rồi mình vào bên trong đi. Rồi. Nó sẽ sóng lại tí nữa test sau nhé các bác nhé. Đây. À, cả biển ánh sáng, cả biển tiệm cận bình thường này, các phím bấm này, bình thường hết nhé. Đó. Chuông này. Rung này. Rung rất mạnh luôn. Xoay ngang xoay dọc này, bình thường này. Đây là các mic này. Mic dưới này, bình thường nhá. Mic trên này. Bình thường này. Mic số 3 này. Bình thường này. Mic số 4 này. Ok, bình thường hết các bác nhé. Cảm ứng này. Đó, cái check cảm ứng cho các bác yên tâm. Cảm ứng bình thường nhé. Thì con này sẽ không còn áp suất đâu, cho nên các bác đừng có hy vọng nó còn áp suất. Đây. IMPL bằng 1 này. Thì hiện tại là V60 vẫn chưa lên được hai sim các bác nhé. Cho các bác đừng có thắc mắc. Nhiều bác cũng cứ hỏi lên được chưa hoặc là V60 có hai sim không, thì không có đâu nhé. Thì cái con này hoàn toàn là cái mình còn rất là đẹp, không hề có âm ố hay là lưu ảnh gì cả các bác nhé. Rất là đẹp luôn, không hề có vấn đề gì. Ok, thế đây, em check cái quan trọng nhất là cái cổng C đây. Đây thì trước tiên ý, đây là cái dây A to C này, có 18W thôi. Đây. Thì nó vẫn nhận sạc ngay bình thường các bác nhé. Tuy nhiên thì nó chỉ đến cái CC2 này thôi, chả biết CC2 là cái gì. Và nó chỉ nhận thế thôi. Đấy, đổi chiều cũng thế.
nhận sạc ngay bình thường các bác nhé. Ok. Còn nếu như các bác dùng cái dây C2C ấy, mà từ 25W trở lên ấy, thì nó sẽ nhận đến đến hẳn là cái PD04 này các bác. Đấy, nó sẽ sạc nhanh hơn các bác nhé. Đó. Đó, thấy không? Thì các bác cũng biết rồi đấy, cái V60 hoặc là nói chung là đại đa số cái nhà LG ấy, thì là cái tốc độ sạc của nó hơi chậm. Cái từ 0 đến 80% ấy thì là khá là ok, nhưng mà từ 80% trở lên ấy, em thấy nhiều khi nó rất là chậm luôn. Nhiều bác nó có thằng chẳng lên luôn đấy. Đây, sẽ gọi nghe gọi phát. Đó, bình thường các bác nhé. Đây, 4G bình thường đây các bác. Ngay trong trong phòng em sóng rất yếu nhưng mà nó vẫn được một vạch đây. Nhiều khi nó không có 4G đâu. Cho nên các bác tập bản tiêu bài thì thường thường nó ổn định hơn. Ok, thì các bác yên tâm về sim sóng, nói chung về tất cả các chức năng thì nó bình thường hết các bác nhé. Em sẽ tắt nguồn nó đi để em tháo hẳn cái máy ra cho các bác xem. Để các bác check, tại vì nhiều cái clip em làm mà em không tháo được cái máy ra, nhiều khi em cũng không được thích cho lắm các bạn. Tại vì nhiều bác cứ nghi ngờ là không biết là linh kiện ở trong đấy nó còn ngon hay không. Đấy, cho nên là tháo được như này là sướng nhất các bạn, là chả phải nghĩ ngợi gì. Các bác mua cũng không phải lăn tăn là không biết bên trong nó là cái gì. Tại vì các bác cũng thừa hiểu là V60 đến thời điểm hiện tại bây giờ ấy, cũng không phải là quá đâu, nhưng mà nó toàn là hàng dựng thôi. Đấy, quan trọng là ông nào dựng như thế nào thôi. Và em cũng gặp rất nhiều trường hợp rồi, dựng không tốt ấy, dựng không ngon ấy, là toàn có thiếu cái này thiếu cái kia thôi. Xong là nhất là cái thiếu cái miếng đồng tản nhiệt ở bên trong ấy. Bác nào mua phải những con như vậy về dùng một thời gian là kiểu gì cũng có lỗi này lỗi kia, đặc biệt là cái lỗi mà chết nguồn các bác ạ, chết CPU đấy nhiều lắm. Em thấy các bác than thở với em nhiều lắm, cho nên là cũng chả biết được. Dựng thì dựng, nhưng mà anh em nào làm thì làm có tâm tí thì nó anh em dùng nó cũng đỡ. Thì đây là cái cục pin của nó các bác nhá. Thì cục pin này là cục pin zin rất đẹp các bác nhá. Đấy, và em thấy là nó còn rất là cứng cáp. Và trong cái quá trình mà em dùng con máy này dùng được hai ngày thôi thì em thấy là pin của nó còn rất là ngon các bác nhé. Hãy cho bác yên tâm, pin là pin ngon xịn luôn. Em sẽ tháo hết để cho các bác xem. Tháo này cũng dễ mà các bác, cứ tháo đại đi, sợ gì. Rồi, thì đây là cái main của nó, thì cũng sẽ đảm bảo cho các bác là chưa hề có sự sửa chữa gì các bác nhé. Đây, còn rất là mới đấy. Đó, các bác yên tâm nhé. Đó, còn nguyên cái miếng keo tản nhiệt này này. Đó. Ok, đây. Và đây nữa, đây là cái quan trọng này, cái miếng đồng tản nhiệt này này. Đấy, nhiều bác dựng máy nhưng mà mua kiểu như mua nguyên cái khung ấy, là cái khung đấy người ta thường thường là không có cái miếng này đâu, cho nên là nhiều bác không kiếm được thì cứ để luôn vậy. Cho nên là thiếu cái miếng này nó rất là quan trọng, nhiều khi là nó sẽ bị nóng quá ấy, là nó chết CPU luôn đấy. Rồi, đây là cái lon vải này. Thì đây em sẽ cho các bác được thấy được là cái đây là cái vân tay này, đây là các bác nhìn này. Thì các bác có nhìn thấy ở cái phía trong nó có màu hơi vàng vàng không? Thì cái chỗ đấy ấy, là cái chỗ mà em đổ thêm keo để cho nó chắc chắn hơn các bác nhé. Còn cái cụm chân sạc này cũng sạc mới tinh đấy các bác nhé, em sẽ đổ thêm keo ở trong này để cho nó chắc chắn hơn. Đương nhiên thì nó không phải là không bao giờ bị lại đâu, thì tại vì cái chân sạc này của V60 ấy, nó là cái lỗi của nhà LG rồi, nó phải nói là gần như bây giờ là không có cách nào để mà sửa cho nó triệt để luôn ấy. Cho nên cũng chỉ có mỗi cách là thay nguyên cả cái bo cáp này mới này, và đổ thêm keo nữa cho nó chắc chắn. Chứ còn các bác nào mà bảo là đã fix chân sạc theo kiểu là thay mỗi cái này không này, thay mỗi cái chân màu, thay mỗi cái loại bằng chỗ đầu và kim loại này này đấy,
có nghĩa chỉ thay mỗi cái này thôi chứ không thay cả ấy, thì là nó vẫn không cho ăn đâu. Tại vì các bác biết rồi đấy, là cái cáp ở bên để mà hàn cái này lên ấy, là khi mà nó đã bị lỗi rồi, thường thường ấy, là cái cáp đấy nó đã bị gãy chân ngầm bên trong rồi thì nó mới lỗi thôi. Cho nên là các bác có thay vào ấy, thì nó cũng rất là chập chờn và nó không được ngon đấy. Nó cũng không không phải là cái giải pháp ngon nhất. Giải pháp ngon nhất vẫn là thay nguyên cả cái bộ cáp sạc mới luôn, thì khi đó ấy, là cái chân mạch nó là chân mạch mới tinh thì nó chưa hề có đứt đấy, và đổ thêm keo nữa cho nó chắc chắn hơn. Thì như vậy nó cũng vẫn chưa phải là ngon nhất đâu nhé, nó cũng chỉ đến được đấy thôi. Còn các bác về các bác dùng ấy, thì các bác nên là cắm cái sạc vào rồi thì cắm nhẹ nhàng cắm vào rồi thì các bác nên để im ở một chỗ để nó sạc thôi, chứ còn đừng có vừa sạc mà vừa 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 dùng điện thoại, thì thứ nhất là nó cũng rất là nguy hiểm cháy nổ rồi này kia, và đặc biệt là con V60 này thì nó hay bị lỏng, nó cứ lắc qua lắc lại là nó sẽ bị lỏng và nó gãy ngầm ấy, nó gãy ngầm tại vì cái cáp này nó mong manh lắm đấy. Cho nên các bác dùng V60 chỉ cần mỗi chi mỗi cái đấy thôi đấy. Cho nên là con V60 nó với khổ sở này không thì nó cũng rất là ngon, hiện tại là nó vẫn rất là bình thường, nó chip 865 vẫn còn rất là mạnh và chơi được gần như là không sợ cái game nào đâu đấy, và nó cũng rất là mát các bạn đấy, nên các bác yên tâm dùng V60 em thấy là cũng rất là ổn rồi. Ok thì các bác yên tâm nhé, tất cả các linh kiện ở trong cái con máy này nó đều là hàng xịn hàng zin cả, chỉ là nó thiếu này thiếu cái kia thì em phải thay thế vào thôi đấy. Rồi ok, bác nào cần thì liên lạc em ở cái số góc màn hình này nhá. Ok, chào các bác.